Huyện ủy Cần Đức tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa bí thư huyện ủy với người dân về công tác vận động bồi thường giải phóng mặt bằng đường liên xã Tân Ân Phước Tuy. Đường liên xã Tân Ân Phước Tuy thuộc chương trình đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cần Đức nhiệm kỳ 2020-2025. Đường có chiều dài trên 4 cây số, mặt ngang 20,5m, điểm đầu giao với đường bờ mồi xã Phước Tuy, điểm cuối giao ngã ba Tân Ân. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 320 tỷ đồng. Hiện tuyến đường đã có 149 trên 172 hộ dân đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, còn 23 hộ chưa thống nhất đơn giá đất, tài sản trên đất. Tại hội nghị, một số hộ dân nêu ý kiến về mức đền bù giá đất và tài sản trên đất, cũng như mức hỗ trợ di dời mù mã, cần đo đạt lại diện tích đất của người dân sau khi bàn giao mặt bằng. Quá trình thi công, công trình ảnh hưởng đến nhà cửa kiến trúc hoa màu thì phải có bồi thường khắc phục sự cố thiệt hại cho người dân.